Mình đến đây mình gặp ổ ôm ruồi các bạn ơi. Giờ mình đốt cái cây rọi này, mình cho nó rút vô cái, mình cắt cái trúc này các bạn. Cút này cũng hơi bự vậy. Đây, cách nào đây? Nãy mình đi mình quên đem cái kéo theo các bạn ơi. Vướng vướng rút từ từ các bạn ơi. Chết luôn. Trời ơi. Rớt rồi. Dập mặt rồi. Mặt này các bạn trong các bạn của mặt này giật bỏ cho cái bọc này đi các bạn. Nhớ mặt lắm chứ. Kiếm con ngâm chúa trong đây các bạn. Mình không có ngâm chúa các bạn ơi. Quay mình đặt cửa gỗ ông rùi đây các bạn ơi. Đây, cầm cái kéo cắt luôn, cắt con đất. Cầm cái đuốc đây, cầm cái đuốc đi, cầm cái đuốc. Đốt lại đi, không có đem cái dao nữa hả?
Biết rồi. Mình gặp bố ông trên này các bạn ơi. Đây, tận trên đây. Vừa cầm vừa quay sao được. Đây các bạn. Rồi chưa rút xuống này. Cậu đứng đó đi. Đây các bạn. Vũ vũ cho khói này ra. Đưa lên trên, đưa lên trên. Đưa cho khói thôi. Rồi chưa, vũ cho gắt xuống nè. Cậu vịnh vịnh này coi, vịnh này cắt á. Khúc dưới nè. Đây các bạn. Cầm khúc dưới này đi. Buông luôn, rồi, cầm khúc dưới. Rồi. Một rồi. Cắt cho lộn luôn coi. Chưa chịu. À, mình nói đây. Đây các bạn. Đây nha các bạn. Mình câu mình mới phát hiện được ổ này nha. Rồi. Anh em mình à này đi vô đây gặp ông người các bạn. Ông người nhỏ bên đây. Kia, cái bên bên góc bên này một ổ nữa các bạn. Giờ giờ anh em mình tiến hành bắt ổ bên đây trước các bạn. Không biết mấy cái cây chọn đây. Con chim sao lên vậy nè? Cắt cái nhánh cây này nè. Ừ, cắt cái nhánh nó đi. Bắt cá con luôn không? Mấy cái dao cắt cái nhánh nó kéo xuống. Dài những cục mặt cho bá rồi. Rút nhanh đi. Mỏ gì nữa mấy ông. Quăng xuống cho nó bay ra đại đi đâu sao đâu. Cái dao đâu? Con kéo chắc nó kéo nó rồi.
không có cầm cái kéo theo mà. Công càn dữ ạ. Để luôn hồi qua đốt ổ bên kia. Cắt nhánh nó bỏ đi. Bẻ cây bỏ luôn. Anh chỉ làm một lần cho chúng tôi. Công cả vũ cho nó ra luôn đi. Cho có khối. Vũ vũ cho nó rớt luôn đi. Không, chúng ta lấy cái gì cắt nó đi hay là lấy cái bọc gọt nó hả?